Xin chào mọi người đến với channel của Nguyễn. Hôm nay là ngày sau rút râu 5 ngày. Và hôm nay là một cái bài thuốc mới để tôi xịt trong thanh long 5 ngày rút râu ha. Và cái bài nó tác động rất là lớn vào cái thành trái. Cái bài này là cái bài quan trọng nhất, cũng như là cái bài mà sau rút râu, cũng như là bài sau rút râu 5 ngày và sau rút râu 10 ngày, là ba cái thành phần chính, nói chung là ba thành phần chính trong một cái loạt bài rất quan trọng ha. Chúng ta không thể nào mà bỏ qua ba giai đoạn này được, vì ba giai đoạn này rất là cần thiết cho thanh long, vì nó cần một cái dưỡng chất đạm, lân, kali, lưu huỳnh, magie, canxi, sắt, kẽm, rất là nhiều loại ha. Nhưng mà chúng ta sẽ tổng hợp những cái loại thuốc loại nó với nhau, nó sẽ có những cái thành phần quan trọng này để giúp cho cái trái nó có thể to lên ha. Đầu mọi người sẽ thấy cái bài này nó sẽ chấm mỏ từ từ ha. Thì bây giờ nó có cái này, tôi sẽ nói thêm là nó sẽ chấm mỏ từ từ nè. Bài này tôi sẽ dùng thêm ánh nông 3, mọi người có thể kết hợp ánh nông 1 với ánh nông 2 hoặc là ánh nông 3. Ánh nông 3 nó cũng tương tự ánh nông 2, nhưng mà nó có cái hoạt chất để tẩy nám nó mạnh hơn. Tẩy nám với lại tẩy thẹo, rồi giống như là bị mắc giỏng rồi đó, nó sẽ mạnh hơn ha. Đây là mắt giỏng ra. Chúng ta làm không tránh được bọ chỉ đâu, chỉ có ngừa này thì nó đỡ thôi. Đôi trái nó vẫn bị, vì chúng ta xịt nhiều lúc nó không có hết được cái trái, mà nó sẽ bị đôi trái, chứ không có trường hợp nào 100% đâu, trừ khi cái vườn mà người sạch thôi. Thế đó là cái chuyện nó khó lắm. Nếu mà 100% không có bọ chỉ nó khó lắm. Nhưng mà chúng ta xịt định kỳ, cứ xịt lần này qua lần kia thì nó có thể nó tiệt đi cái con đó. Một thời gian lâu sau nó mới có lại thì mới may ra là nó tiệt được ha. Cái mẫu trái này nhiều anh em kêu là đẹp, nhưng mà đối với tôi là cái mẫu trái này nó chỉ được cái tay đầu thôi. Còn với cái mẫu trái dài này tôi không thích. Tôi sẽ dùng bài thuốc này để xịt nó tròn ra nha. Nó cái độ dài của cái trái nó không còn dài nữa, mà nó sẽ tròn ra. Bây giờ xịt bài này nó sẽ phù ra nha, nó tròn ra, nó sẽ không dài nữa. Cái mẫu trái dài này nhiều anh em rất là thích đây, tôi vẫn biết. Nhưng mà với tôi thì cái mẫu này tôi không thích lắm, không vừa ý. Nó được cái tay đầu thôi. Tay đầu thì nó đẹp. Hôm nay cái bài thuốc này nó tổng hợp rất là nhiều thứ, vì có hiện tượng cháy xém cành nè, cháy tay nè. Mọi người hiểu là nó cháy tay nè, là hiện tượng này á là nó do thời tiết là nhiều ha. Thời tiết dù mà trời mà nó hanh khô, nó nóng cái kiểu mà nó nóng bỏng mà nó hanh khô là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là dợp phồng lên cái tay lên, rồi sau đó từ từ nó sẽ héo, nó chuyển qua giai đoạn nó héo kiểu này rất là nhiều luôn. Nhưng mà bữa trước tính xịt, mà hồi hôm qua là ngày Chủ nhật mình nghỉ, mình không có xịt, rồi bữa nay mới làm thuốc xịt thì nó hư chừng nào thì chịu thôi.
Giá thanh long á thì có anh em rất là nhiều anh em cũng quan tâm, nhưng mà tôi nghe nói là nó mới nhích nhẹ mà không biết là có phải hay không, chưa chính xác, tôi chưa cập nhật nữa. Có lẽ tối này, trưa này hoặc là tối hoặc là sáng mai tôi sẽ báo giá về thanh long ha. Trái nhỏ là bứt đi à, giai đoạn này mọi người nên bứt những trái nhỏ này đi ha. Cái này nó không phải bị đẹp, không phải bị bó, mà là do là dinh dưỡng nó lên nó không có đủ nuôi cái cây này nè. Nó nuôi đến 2-3 trái rồi, thành ra là nó nhỏ, thành ra chúng ta bứt đi, đừng đừng có tiếc. Tôi ngày xưa tôi cũng không dám bứt, rồi cuối cùng là mình cũng không có được cái gì hết. À, tưới phân, mọi người có hỏi tưới phân tưới vào trái non có sao không, thì tôi cũng xin nói thêm là tưới, chúng ta tưới phân mà cái hàm lượng đó nó thấp, mà nó có mấy ký cho 100 lít đó thì nó không đến nổi, mà chúng ta tưới xong là chúng ta tưới bằng nước liền, phủ nước liền thì nó không đến nổi, nó sẽ bị rửa trôi, nó không ảnh hưởng đến tưới phân ha, không 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 ảnh hưởng đến trái non ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đến phần tôi pha thuốc cho mọi người cùng xem ha. Nè, cái mỏ này sẽ chấm lại ha. Một cái mọi người coi nè, nó mình xịt rờ gen cùng rờ gen thôi, với lại tia bạc alpha thôi, là cái trái nó đã không có thẹo rồi ha, không có gì tì vết gì hết. Thì cái vườn mình là một phần là do sạch. Thế còn mà nếu mà mọi người làm mà những cái vườn mà một bên mà làm một lên bỏ hoang á, rất là khó. Thà làm hết thì nó dễ hơn. Còn đối với mà tôi thì dùng nhiều loại thuốc lắm, nhưng mà tôi thấy Rogaine nó rất là hiệu quả nha. Rogaine mà để trị kiến là một gói 8G đó, rất là hiệu quả. À, xin chào mọi người, đây là bài thuốc ha. Tôi xin nói sơ qua là đây là bài thuốc đơn giản. Cái này nó hơi nhiều thuốc một chút, nhưng mà về sau bây giờ giai đoạn này nó lớn trái rất là cực kỳ nhanh ha. Chúng ta bỏ những cái thứ mà nó tan nhanh đó. Xin lỗi, nó tan chậm, bỏ cho trước hai hai viên này, một cái thằng dược ba lá xanh này nha. Còn tôi nói sơ qua để mọi người ấy, chứ còn giờ một tay cầm một tay qua làm thì không được, có tay voi. Nếu mọi người muốn nó mạnh thuốc hơn thì mọi người pha cho 14 lít thôi. Nếu mà ruột đỏ, còn ruột trắng thì mọi người pha 15 lít hoặc 16. Tím hồng cũng vậy thôi. Tím hồng nó cũng tương đương, nó cũng 15 lít thôi. Đây là mango thì mọi người bỏ thêm 2 muỗng hoặc 2 muỗng rưỡi nha. Lúc này tăng lên rồi. Nó lúc này bó trái, cái diễn biến bó trái nó đây giảm rồi. Nó đỡ rồi. Không cần xịt kỹ, xịt sương thôi, 2 muỗng rưỡi đi. Rồi ánh nông 2 mọi người bỏ nửa gói là 20 gram đó, 30 gram đó. Rồi cái gói này mọi người cũng bỏ ánh nông 3, mọi người cũng bỏ nửa gói để nó tẩy nám tẩy chàm nha. Rồi khuẩn, không cần không thiếu khuẩn nha. Rồi cái này để hạn chế thúi đầu cháy tai, cháy xám tai ha. Rồi thiên nông mọi người bỏ 4 muỗng hoặc 5 muỗng, tùy tùy vào cái lượng mọi người xịt ha. Cái bài thuốc này thật sự ra tính trên ruột đỏ nó không có nặng thuốc đâu nha. Nếu pha 15 lít là nó vừa chuẩn luôn. Nếu mà mọi người muốn nặng thì bỏ thêm chút xíu thứ này nữa, nó sẽ chuẩn luôn. Rồi hai gói Rogaine. Hai gói Rogaine này để nó giải quyết được nhiều vấn đề. À, con ngâu nè, con kiến nè, bò chỉ nè, sâu nè, rất là nhiều ha. Thường thường tôi pha một gói thôi, nhưng mà mình để được chắc ăn thì pha hai gói. Và thuốc nấm nữa. Cái bài này nó hơi bị nhiều tiền á. Bài này pha đúng liều nó phải nhiều tiền lắm. Còn cái loại thuốc này thì tôi sẽ thử, mới thử nghiệm thôi, của công ty.
kích thích quá trình quang hợp, trao đổi chất nhằm tăng cường dinh dưỡng nuôi trái nhanh to, đồng đều ngọt nước, nặng ký, màu sắc vỏ bóng đẹp, tăng sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh rồi. Nói chung là cái này 100cc, tôi bỏ 50cc. Rồi bài này đó, nó là chỉ vậy thôi. Và tôi sẽ làm tiếp cái bài 10 ngày nữa ha. 10 ngày nó không có bị lem đâu. Chúng ta rút ngắn 10 ngày thì rút ngắn cái thằng thiên nông, rút ít thiên nông và rút ít, không dùng M97 nữa, bỏ M97 luôn. Rồi, tôi sẽ làm bài đó vào mấy ngày tới. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống.